Mời bạn nam. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình nha, bạn nữ sẽ giới thiệu trước. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả chào và bạn bên kia. Em tên là Tuyền, em đến từ Kiên Giang. Em nay em 28 tuổi, hiện em đang làm và học về lĩnh vực ngành dược. Nhưng mà em làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở nhà thuốc số 2 ở đường 40 Thuận Kiều ạ. Rồi, bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào MC Nguyễn Linh và Cát Tường. Mình tên là Hòa, nay mình 32 tuổi. Hiện tại công việc là giảng viên của trường đại học FPT. Wow. Tuy nhiên bạn này cứ hot boy quá, rồi tới 32 tuổi ta. Nè, thầy nhìn trẻ vậy thôi chứ nó cũng già lắm rồi. Ủa, quê mình ở đâu bạn? Dạ, quê ở Long An. Thật ra nó cũng gần, nó ở Bình Chánh nè. Chánh là chỗ nào? Gần chợ Bình Chánh. Gần chợ Bình Chánh, đường Đinh Đức Thiện đúng không? Vâng, vâng. Rồi, vậy rồi. Cũng gần. Về tình trường thì sao hai bạn? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Với em thì em có một mối tình chính thức và một mối tình nó cũng gọi là tạm chính thức. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện cũ đi, bây giờ vấn đề về chuyện mới nè. Ưu điểm và khuyết điểm. Bạn gái trước đi. Dạ, ưu điểm của em là em có thể nấu ăn được, rồi làm việc nhà được, và em rất là ham học hỏi. Cái khuyết điểm của em là anh văn với lại vi tính của em rất là kém. Trời ơi, thầy ơi, thầy nghe khuyết điểm bên đây chưa thầy? Dạ, ưu điểm thì có lẽ là hiền lành, thật thà, nói chung cũng nhiều ưu điểm mà dạng không thể nào kể hết. Còn khuyết điểm thì chắc chừng hơi ngắn, với lại vào phòng lab thì mở máy lạnh hơi lạnh thôi. Vào phòng gì? Tại vì em dạy trường là phải vô phòng máy á chị. Nhưng mà nó nghe hồi nãy bên đây á, cái cô này cô nói là cái khuyết điểm của cổ là tiếng Anh á là cô dở đó. Dạ. Cô muốn gợi ý là bên đó là làm thầy dạy tiếng Anh cho cổ đó. Thì cái chuyện tiếng Anh thì dù sao em cũng đi du học về nên em nghĩ nó cũng không phải vấn đề lớn. Em đi du học ở đâu? Em du học bên Hàn Quốc. Hàn Quốc? Hàn Quốc về nói tiếng Anh? Không, bên đó là em vẫn học tiếng Anh nhưng mà em biết nói tiếng Hàn. Tại vì người Hàn Quốc ít nói tiếng Anh lắm. Nhưng mà giáo sư trong trường đại học là hầu như là người ta sử dụng tiếng Anh. Chứ anh đi qua Hàn Quốc anh nói tiếng Anh không ai hiểu hết trơn. Mà anh nói anh còn không hiểu sao? Đúng rồi. Rồi bây giờ thử em nói một câu gì đó. Em yên tâm đi, với anh là anh sẽ cố gắng để lo cho em trong điều kiện có thể. Nói tiếng Anh hay là tiếng Hàn? Tiếng Anh. Nói thử cho tôi nghe coi được không? Chứ sao, nhiều khi nổ nói làm thầy giáo dạy tiếng Anh không phải hay sao quý vị? Không, cái này em không dạy tiếng Anh nha, em dạy tin học nha. Đúng rồi, nhưng mà giờ đi đó nói tiếng Anh giao tiếp được thì nói đi. Đi du học về mà. Hello. 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 If you want to study English, I can help you to improve your English. Maybe I'm not an English teacher, but I will try my best. Hiểu không? Là nếu em thích thì anh sẽ dạy tiếng Anh cho em. Mặc dù anh không phải là thầy giáo dạy tiếng Anh nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng. Tiếp. Trời ơi, tôi dịch hay quá. Trời ơi. Về chỗ ngồi để nói nữa không biết được dịch. Được không em? Dạ, được. Được. Nhưng mà thầy giáo đi nước ngoài rồi du học về rồi có nhiều cô sinh viên nào đeo đuổi thầy giáo không? Sinh viên hả chị? Có cô sinh viên nào cũng, mua thầy cũng không? Khó lắm, tại vì bây giờ em cũng là 32 tuổi mà giờ cái lứa tuổi mà sinh viên nó toàn là 98, 96, nó nhỏ quá rồi, không có quen được. Cái chuẩn lý tưởng của bạn gái đặt ra là gì? Dạ, người mà em mong là trầm tính một tí. Dạ, với lại họ có một cái gì đó nó chững chạc. Tại vì tính em con nít, em muốn một người nào đó chững chạc để mà có thể là dung hòa được cái tính của em. Thứ hai nữa là một người cao hơn em tí. Chân ngắn rồi. Không sao, nhưng mà chân ngắn người ta chạy chậm thôi. Nhưng mà người não người ta không có ngắn, người ta vẫn là nhanh. Dạ. Nha. Dạ. Được không? Cái đó thì để tính sâu đi chị. Trời ơi, vậy mà cái đó là khó nhất rồi. Chào chị. Giơ hai chân ra coi. Không có ngắn đâu nó. Thật ra cũng không ngắn lắm, nhưng mà nói chung cũng ngắn hơn đứa trẻ. Dạ. Thôi không sao. Thầy giáo đã có kế hoạch gì tới tiến tới hôn nhân chưa?
Thông Nhân thì như chị thấy em đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Bây giờ chỉ cần điền tên bạn nữ vô thôi. Ủa thiệp cưới luôn? Vâng, có thiệp cưới, mời mời chị Cát Tường với lại anh Quyền lên luôn. Bây giờ chỉ cần bạn nữ theo kiểu là ghi tên vào và bấm nút. Nhưng mà mình đã chuẩn bị những cái gì để mình thuyết phục nữ mình lấy được vợ chưa? Thì nhà cửa thì có thể ở ở nhà nhà của em. Thì em có công ăn việc làm. Nói chung là chuẩn bị sẵn sàng, ready. Ready, ok. Nhưng mà cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao? Em thích người phụ nữ hướng về gia đình á, tức là theo kiểu chăm lo gia đình và cũng có công ăn việc làm để phụ chăm lo về cuộc sống tương lai. Rồi vậy được rồi. Nếu hoàng nữ đứng cao hơn em có ngại không? À, cao mà cao vừa thôi chứ cao quá. Cao vời vợi thì cũng không cao được. Vời vợi quá thì không sao cũng được. Được luôn á. Dễ được luôn. À, mình có phải làm dâu gì không? Nhà là mình ở với ai? Làm dâu, nếu chị làm dâu thì em ở với lại bố mẹ. Làm dâu thì làm dâu với ở nhà em sướng lắm. Mẹ lo hết rồi, tại tất cả vườn điện có hết rồi. Nhiều khi mẹ còn nấu ăn hết, mình cứ đi làm. Nói chung làm dâu nhà em rất là sướng nên đừng có lo. Đừng có lo gì hết. Vâng. Rồi, em có tật xấu gì không? Em theo chuẩn gọi là chuẩn đàn ông tại em lùn thôi nha. Em không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc. Không nghe gú. Nếu mình chẳng lăng nhăng nha, lăng nhăng nha. Thích gái đúng không? Có mới lên đây chị. Gái có muốn kiểm tra sức khỏe bạn trai không? Có muốn hít đất không hay là tha? Dạ thôi. Thôi ha, tha dạ. Đi ha. Bạn gái nói tha, tội nghiệp hai cái chân nó ngắn nó mệt. Để anh qua coi đàn trai, đàn gái sao mà bỏ qua bỏ hành đàn trai quá vậy? Trời, qua đây coi đi. Dạ em chào anh. Trời ơi, dễ thương dữ vậy ta. Này phải bắt cái ghế đẩu á. Vấn đề là nếu mà hai người đồng ý á, thì khi nào anh ấy về Kiên Giang được? Dạ cái đó thì cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. Hoàn cảnh gì nữa? Cụ thể hoàn cảnh em nè, giờ học bao lâu rồi, tiếng như nào cũng được. Em thì khoảng 5 rưỡi nữa là em ra. Dạ nếu như được thì tốt nghiệp về thì... 5 rưỡi ra. Dạ. Ok. Mình tổ chức một cái tiệm thuốc tây ha. Dạ. Cái vợ bán thuốc tây, chồng đi dạy FPT. Thôi. Được ha. Cặp này được. Cặp này thấy ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho gặp người nhà cái đi. Bạn gái đi với ai bạn gái? Dạ em đi với một bạn thân, một bạn đồng nghiệp, một bạn học cùng lớp và em trai của em. Rồi. Em trai là trai vậy đó. Dạ chào chị, dạ chào anh Quyền Linh. Thấy anh này sao? Dạ cũng được. Hợp với trai. Hợp với chị mình không? Dạ. Hợp. Hợp sao gượng gạo vậy em? Em có yêu cầu gì ảnh không? Dạ không. Cảm ơn. Em trai mình có đi với ai không? Dạ em đi đông lắm, có mẹ, có dì, có sinh viên, có chị. Cả làng, cả vâng. Nhà, cả trường luôn hả? Cả trường em biết đó rồi. Bây giờ mà bạn gái không bấm nút là em về khó về trường lắm. Dạ chào cô. Mẹ đó hả? Dạ mẹ. Chào chú Huyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào tôi cô. Là mẹ của Hòa. Cô thấy con dâu tương lai sao cô? Đẹp quá. Đẹp xinh thì dạ. Thấy vậy cũng mừng chứ giờ cũng tùy hai đứa. Bây giờ cô cũng không biết sao. Nhưng mà cô có yêu cầu gì con gái khi về làm dâu không? Cái chuyện làm dâu đó khỏi đi cũng được rồi chú ơi. Ở nhà thì tôi là vô cho con là khỏi lo chuyện bếp gì cũng được hết. Dạ. Tôi lo hết. Ủa. Gia đình là khỏe gì vụ đó rồi. Nghe nói chuyện với cô đi cơ. Đi ăn chào cô. Chào ăn chào à. Thôi giờ gì hỏi gì ý kiến gì chào Quyền Linh chào Cát Tường. Dạ. Hòa ơi, chị thấy cô gái đẹp lắm, dễ thương lắm. Tùy ý Hòa nha, dì chịu rồi đó. Dạ. Dì chịu rồi đó. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn cả nhà mình. Thôi bây giờ cho hai bạn gặp mặt đi ha. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ chào anh. Chào em. Dạ. Có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Chị Cát Tường, em có chuẩn bị sẵn hết rồi chị. Em là chuẩn bị ready hết rồi. Em cái này thì nói chung là cái mẫu thôi. Yeah. Em xem, em điền tên vào ha. Yeah. Anh có điền tên rồi. Đây là của anh. Trời ơi thầy. Chu đáo quá. Thầy quá xuất sắc. Chưa có bấm nút, em, vừa có thiệp em cưới. Biết cái cuốn này là tựa là Yêu Để Cưới. Mà anh kiếm rất là khó. Bây giờ nguyên cái nhà sách của Phương Nam nó chỉ còn một cuốn duy nhất. Cảm ơn anh. Rồi, Yêu Là Cưới. Bây giờ bạn cảm nhận về nhau đi. Dạ thì dễ thương, hiền, biết nấu ăn thì là quá là đặc chuẩn rồi. Mà em dự định là cỡ khi nào em có thể kết hôn? Thời gian nó giống như một cọng dây thun vậy, mình muốn dài thì nó dài, muốn ngắn thì nó ngắn. Đó là tùy thuộc vào thời gian, cái tình cảm của mình nó đủ lớn hay không.
Thì nếu mà thời gian sớm nhất em nghĩ là cỡ bao lâu? Em nghĩ thời gian sớm nhất là khoảng 1 năm. Nói chung là tụi mình gặp nhau có duyên thì mình hãy dành cho nhau một cơ hội em nha. Dạ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Mình suy nghĩ thật kỹ nha. Trao đổi rồi đó, bây giờ là giờ phút quan trọng. Có người thân của mình chứng giám ở dưới kia. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Giáo hơi nồn nào chút xíu hả? Chưa đếm mà sao đã bấm? Thì cơ hội nó không đến 2 lần vậy. À, tại mình chân ngắn, mình sợ chạy chậm, mình chạy trước đúng không? Yeah. Hãy nắm tay nhau thật chặt nào. Nắm tay em nha. Bây giờ nắm tay nhau thì đôi trẻ cảm thấy như thế nào? Dạ, thấy run. Có hồi cảm hợp. Xúc gì chưa? Hồi hộp, hồi hộp. Bây giờ thủ tục mình hôn nhau để mình kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp mặt. Dạ, cái đó để sau rồi chị. Không có sau. Đó. Thầy giáo. Thôi, anh thành công nha. Trời, thấy má cười quá trời luôn kìa. Được không cô? Cưới liền không? Cưới nhà gì ha? Thiệp đã có rồi, chờ ngày ghi tên thôi. Nào, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng và một thẻ thanh toán quốc tế DCB đến từ Nhật Bản giá trị 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến đến hôn nhân sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Cái này khi nào dùng cũng được hả chị? Khi nào dùng cũng được, miễn hai bạn lấy nhau là được. Nhưng mà lấy người khác thì không được. Nhá, nhớ điền tên vào thiệp rồi mời chúng tôi nha. Bắt tay thật thật đi nha các bạn nha. Em rất là sợ sợ, nhiều khi em chú ý tới việc ăn nhiều hơn là việc mua nữa. Em rất thích là ca sĩ Noo Phước Thịnh. Wow. Chúng tôi đã có thiệp, chỉ cần chờ ngày báo tin chúng tôi sẽ cầm thiệp đi thôi quý vị. Chúc họ thật hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã thành công ở cặp đôi đầu tiên. Hy vọng rằng cặp đôi thứ hai cũng sẽ như vậy nhé. Và bây giờ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nam. Và bây giờ mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em xin giới thiệu, em tên là Lê Đình Thọ. Năm nay 28 tuổi. Em là quê gốc ở Bình Định và hiện nay em đang sống và làm việc ở Tây Ninh. Bạn làm nghề gì? Em bán vé máy bay. Bán vé máy bay? Dạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh tại Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở Đà Nẵng ạ. Ở Đà Nẵng. Bên kia làm việc ở Tây Ninh hả? Đúng rồi. Sao xa xa một chút nhưng mà tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Bạn giới thiệu một chút về mình đi. Dạ, chị, ưu điểm của em thì em có thể ca hát và giao tiếp được nhiều ngoại ngữ như là tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật thì em biết một chút. Ngoài ra thì em có làm văn, viết thơ và có nhiều bài được đăng trên mạng vanhoadoc.com. Wow. Bây giờ mình có thể gửi đến mọi người một bài hát cho sinh động, cho vui lên. Hát thì giờ em run quá, em không biết ca hát được không, hay là em tặng mọi người một bài thơ. Bài thơ cũng được. Em có nghe mùa xuân đã về trên đất mẹ, tất niên cứ đến lễ giao thừa cũng muốn sang, nghe pháo nổ rộn ràng trong lòng đầy thao thức. Đêm nay anh phải trực không được ở cùng em, mẫu quà anh ra xem là bánh chưng ngày Tết, câu đối đỏ đẹp phết trang trí ở trong nhà, đã có những chậu hoa ba đêm về ngoài ngõ gửi lời thơ trong gió mang xuân về cùng em, những bài thơ không tên đong đầy từng nỗi nhớ như một sự bất ngờ anh tặng em mùa xuân. Bạn trai, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Dạ, ưu điểm thì ít thôi nhưng mà khuyết điểm thì nhiều lắm. Ít chăm chút về ngoại hình, trang phục khi làm việc hay là trong cuộc sống hàng ngày á, thì em rất là xòe xòa trong việc mặc quần áo hay là chú ý đến việc mua quần áo. Nhiều khi em chú ý tới việc ăn nhiều hơn là việc mua quần áo. Cái bụng nó rất là to. Ngồi nãy giờ là gồng dữ lắm chứ còn nếu mà ngồi thoải mái gồng ra chi, thì... Gồng chi, cứ thả ra hết đi em, gồng chi. Em cỡ anh thôi chứ gì đâu. Dạ, cái tính xòe xòa của mình á, nó làm cho mình mất đi những cơ hội mà để tìm một người yêu phù hợp trong cuộc sống á.
Ưu điểm thì trong công việc á, em rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ tính. À, nhưng mà bạn ở Bình Định tại sao vào Tây Ninh bán vé bay là sao? Thì em học ở Sài Gòn, em làm một thời gian ở Sài Gòn, lên Tây Ninh làm việc cho một công ty của người bạn bên mảng vé máy bay. Thời gian sau thì em có ra làm riêng rồi mở một phòng vé riêng của mình rồi tự làm. À, tức là phòng vé máy bay của riêng của bạn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, chúc mừng luôn. Rồi, cái mẫu người mình muốn tìm là người như thế nào nè? À, em rất thích là ca sĩ Noo Phước Thịnh. Wow. Bạn trai có mẫu người muốn tìm người bạn gái như thế nào? Nhưng mà em thích một người có nước da trắng đó chị. Phải biết chăm chút về ngoại hình một xíu. Dù em rất là xòe xòa nhưng mà em lại thích người phụ nữ biết quan tâm tới gia đình. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì 2 mối tình. Lý do tại sao chia tay? Chia tay bởi vì nhiều cái lý do về kinh tế, về sự trưởng thành. Chưa có đủ đúng không? Đúng rồi. Rồi thì bây giờ là đủ chưa? Đủ dạ, kinh tế chưa? Dạ đủ. Đủ lấy vợ chưa? Dạ đủ. Chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn. Rồi. Bây giờ nếu hợp lý được hết á thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ cưới ngay cũng được chị. Cưới ngay cũng được luôn? Dạ. Nếu mà lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ? Em thì em sẽ giữ khoản công việc, khoản tiền cho đủ công việc làm ăn của em. Những khoản còn lại thì tốt nhất là vợ giữ. Mình có tật xấu gì không? Khi đi làm á hay là trong cuộc sống á, em ăn mặc rất là... Đâu, thấy bữa nay cũng ổn mà, bữa nay lịch sự đàng hoàng. Thế mình có bí mật gì không? Sau này quen nhau hay là có cưới nhau về đó, sợ là bạn gái khó có thể chấp nhận. Kinh doanh chủ yếu là online cũng nhiều cho nên là có nhiều loại tài khoản, nhiều mật khẩu á. Thì tất cả những mật khẩu của các loại tài khoản đó đều là họ tên với ngày tháng năm sinh của bạn gái cũ. Thì bây giờ có bạn gái mới, đổi năm đổi sinh không? Của bạn gái mới. Sau đó giờ không đổi đi, giờ chia tay rồi người ta giữ mấy cái bí mật của mình sao được? Bởi vì thay đổi thì nó cũng bất tiện lắm chị. Với lại chưa có ai mà quen nhau đủ để tình cảm và tình yêu á, để cho là mình thay đổi những cái đó. Ủa, cái đó là cá nhân của mình mà. Quá nhiều loại tài khoản cho nên khi mà đặt phải đặt hàng loạt theo thứ tự, chẳng hạn như tên quá. Tên ABC à, xong rồi thứ tự tiếp theo sẽ là ngày tháng năm sinh, cứ như vậy rồi nó liên tục. Hết ngày nay về đổi. Đổi nha. Dạ. Không đổi cũng phải đổi nữa. Thôi. Nãy giờ em cũng nghe rồi đúng không? Dạ. Okay. Khoan, coi đàn gái thế nào nha. Rồi, dạ, chào em. Dạ. Bây giờ em nghe tưởng tượng anh chàng bên kia thế nào? Phải là một người rất là hiền. Người hiền. Dạ. Chậm rãi, có sự chững chạc ở trong đó. Cũng thành công trong sự nghiệp rồi đó. Sự nghiệp. Em có không thích tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét nhất là con trai lăng nhăng ạ. Anh này chắc không lăng nhăng rồi. Anh nghĩ tính chung thủy đấy. Nên cái việc vừa rồi á, đó là một người chung thủy. Rồi, không thích gì nữa? Cờ bạc, rượu chè nhậu nhẹt. Anh này chắc không có cờ bạc, có rượu chè không vậy? À, em chỉ có hút thuốc thôi, còn rượu chè thì cũng biết uống nhiều lắm nhưng mà không có thích rượu chè. Rồi, một vấn đề nữa là bạn trai ở Tây Ninh. Dạ. Nhưng mà đến từ Nam Định. Đến từ Bình Định, Quy Nhơn á, thành phố Quy Nhơn á. Bây giờ mình có chịu đi theo bạn trai? Dạ, nếu như mà là người thật sự hợp với em thì em sẽ đi. Đúng rồi, nếu phù hợp thì tới đâu cũng thấy đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt đi. Em có đi với ai không? À, em có đi với bạn học thời sinh viên. Dạ, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em là bạn thân của Thọ. Về phần bạn gái thì em thấy bạn gái là rất là giỏi, có nhiều tài lẻ và làm giáo viên nữa. Thì em nghĩ là hôm nay gặp nhau cũng là có cái duyên rồi. À, sau chương trình thì hy vọng là các bạn sẽ có cái cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn bạn. Mình có đi với ai không em? Dạ em đi với hai bạn ạ. Em chào anh Quyền Ninh, em chào chị Cát Tường ạ. Em thấy anh này nó rất nghiêm túc, rất là đứng đắn. Và Hồng thì là một cô gái rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Cho nên là em nghĩ hai người rất là hợp nhau. Em hy vọng là sau chương trình này hai người cho nhau cơ hội để hẹn hò. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi. Quan trọng giống như là bạn bè của các bạn đã vừa nói rồi đó, quan trọng vẫn chính cảm xúc của mình. Chúng ta kéo màn lên nha. Chào anh. Dạ em cũng có món quà tặng. Anh cảm ơn em. Dạ. Em cảm nhận về anh như thế nào? Thì em thấy anh là một người có vẻ là hiền lành, giàu tình cảm, trung thủy. Khi mà em nghe anh nói mà tất cả các loại mật khẩu của anh đó đều là tên của người yêu cũ á, thì em cảm thấy về việc đó như thế nào? Thì lúc đầu có vẻ là hơi buồn. Như anh nói có nghĩa là chưa có ai để mà khiến anh có thể là rung động để mà anh thay đổi những cái... Vậy có nghĩa là anh vẫn còn nhớ người cũ hay sao? Không phải là còn nhớ người cũ, bởi vì đó là sự tiện lợi á. Anh giữ nguyên, nhiều khi anh nó giống như là một phản xạ trên cái bàn phím máy tính của anh bấm mòn những chữ đó, nhưng mà anh không hề ý thức gì về việc tên người yêu cũ cả. Mà nếu có thay đổi thì anh có thay đổi được không ạ? Được. Yeah. Thay đổi liền hôm nay mà, đúng không? Dạ. Yeah. Lên kế hoạch hẹn hò thế nào bạn? Anh nghĩ thì cũng không là xa lắm. Bình thường anh xuống đây thì khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là anh tới Sài Gòn rồi.
cuối chiều cuối tuần có thể là em lên anh chơi, hoặc là anh xuống em chơi cũng được. Một tuần có thể anh xuống với em một lần. Một tuần một lần. Có thể nhiều hơn, tùy vào công việc và tùy vào việc em có bận hay không nữa. Dạ, em có một cái tình huống và em muốn đặt ra để coi thử cách anh xử lý như thế nào. Anh đang quen một người bạn gái, lúc đầu anh có ấn tượng tốt về người bạn gái này và anh rất muốn tiến tới hôn nhân với người bạn gái này. Nhưng sau một thời gian anh lại nghe bạn bè cũng như những người xung quanh lại phản ánh không tốt về cô gái này. Chẳng hạn như là nếu anh quen cô này thì sẽ cản trở sự nghiệp của anh, hay là gia cảnh phù hợp của cô này không có phù hợp với anh. Thì anh có bị dao động không? Hay là anh vẫn kiên quyết với tình yêu của mình? Nói ra không phải khoe nhưng mà cái cuộc sống của anh, tính cách của anh nó hơi khá là tự lập. Bởi vì kể cả công việc hay là việc mà anh lên Tây Ninh làm này á, cũng đều là do anh quyết định hết. Việc kiếm tiền hay là việc mà kiếm người yêu hay là lập gia đình sau này á, hay là mua nhà hay là ở đâu, việc làm gì á, thì chắc chắn là do anh quyết định hết. Có một cái sự tính toán trước hết rồi, rất là an toàn và chắc chắn. Bạn trai có tài vặt gì không? Hát một câu, hát một câu bài hát tỏ tình nào đi. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần bên, nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua hết khi có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh em sẽ thấy được bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Một cái lời tỏ tình rất là dễ thương. Dạ thôi, chứ còn câu hỏi muốn hỏi ạ. Còn câu nữa hả? Dạ dạ. Rồi hỏi đi. Nếu có thể mà em về Đà Nẵng làm á, thì lúc đó anh có muốn tiếp tục quen em không? Nếu mà chia tay á thì có những lý do khác. Lý do đó không đáng. Anh nghĩ không như vậy. Không có thể liên xa được. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Nam ở Bình Định mà cũng đâu có xa lắm đâu, đúng không? Dạ. Thông tin cũng là khá đầy đủ rồi đó, cũng có thể cảm nhận được nhau, xem mình có phù hợp với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Tại sao bạn nữ không bấm nút? Cái cảm giác của em nó chưa rung lộng đâu. Có lẽ em là một người khá trầm rồi, nên là em có muốn tìm một người bạn nào đó mạnh mẽ hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền quyết định các bạn. Và qua câu chuyện ngày hôm nay thì bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn cũng nên cố gắng tập làm sao cho mình nó mạnh mẽ chút xíu nữa, năng động chút xíu nữa. Tin chắc rằng ở dưới khán giả cũng như là trên truyền hình, nhiều bạn nữ cũng sẽ bấm nút để chọn bạn. Bạn gái cũng vậy. Chúc cái công việc sẽ càng ngày phát triển thành công hơn nữa nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Em cũng chỉ lo làm, lo công việc, nói chung là lo cho tương lai công việc, sự nghiệp mình trước. Em thì chỉ căn bản thôi, chứ còn nếu như mà đầm lộn quá thì cũng không đến đợi. Chị Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái của mình vào. Tôi tự tin quá à, tôi chưa thấy mặt mà không biết là có nhỏ hơn tôi không mà tôi kêu em trai ngọt xớt vậy đó. Rồi, mời em gái vô luôn. Đây là cái ghế nè, rồi ngồi đi cưng. Chị mở mặt nạ cho em nha, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Cảm ơn chị. Sửa tóc lại chút cho đẹp gái nè. Rồi, chào em trai. Dạ, chào chị Cát Tường. Bây giờ mình nói lớn lên nha, rồi mời em trai. Xin chào chương trình, xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn gái bên kia. Tên là Mai Văn Thanh, năm nay 29 tuổi, quê là ở An Giang, lên Bình Dương làm khoảng 5 năm nay. Đang làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Honda, nhưng mà nó sản xuất shop. Làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở khu công nghiệp Đắc Cuốc, xã Đắc Cuốc, huyện Bắc Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Ở Bình Dương? Ồ, vậy em ở Bình Dương luôn? Dạ. Là chạy lên đây tham gia chương trình rồi chạy về Bình Dương lại? Dạ. Ồ, rồi, mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào người cùng đến tham dự chương trình với em. Em tên là Trần Cảnh Thị Hiền. Cái gì? Dạ, Trần Cảnh Thị Hiền. Trần Cảnh Thị Hiền. Em đọc lại tên bạn gái coi. Trần Cảnh Thị Hiền. Ủa sao tên nó ngộ vậy? Dạ, tại vì ba của em họ tên Trần ngộ Cảnh. Chắc người cũng ngộ chị. Dạ. Người ngộ là người sao? Anh ơi, sao mà chưa gì hết, anh nói em ngộ rồi là ngộ, ngộ sao ngộ anh? Ngộ là xinh. Là xinh, xinh như giống như chị Cát Tường vậy. Trời ơi, biết nịnh ghê luôn á. Bắn một mũi tên chết hai con nhạn ghê thiệt. Trần Cảnh dạ là tên ba.
Là họ của ba em. Ừ. Dạ. Ồ, rồi à, vậy là quê em ở miền Trung hả? Dạ, đúng rồi, ba gốc của em là ở Quảng Nam. À. Dạ. Tên đặt tên hay ha, Trần Cảnh Đồ Thị. Dạ, thì là thì... con gái ngày xưa đó chị. Thì nên phải có là... chữ Thị. Dạ đúng rồi, rồi Đặt cảnh này tên rất là dễ thương. À, bao nhiêu tuổi, em đang làm công việc gì? Dạ, em năm nay 28 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng của một trung tâm tiếng Anh. Mình sống ở đâu, cưng làm việc ở đâu? Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn đó chị. Wow, ở quận mấy? Em ở quận Tân Bình. Tân Bình, Bình Dương, à, Bình Dương lên Tân Bình có bao xa biết không? Dạ, cũng gần, khoảng em chạy xe khoảng 2 tiếng. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì em tính em nó rất là năng nổ và thân thiện. Em rất là dễ bắt chuyện làm quen với mọi người. Và cũng là một người biết lo lắng cho gia đình. Với em hơi bị hoạt bát sôi nổi một chút. Ví dụ này, ví dụ như mà công ty có chương trình văn nghệ hay gì thì em cũng nếu được là em sẽ tham gia. Tới luôn. Bây giờ mình làm ra mình làm một đoạn chơi nè. Coi như hôm nay là chương trình, cái anh cần chương trình văn nghệ nè. Mời em. Dạ, cảm ơn chị và các anh. À, em xin hát một cái khúc ngắn thôi, của điệp khúc. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để cho chắc anh cứ để cho rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh câu nói đó cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em sẽ vẫn không hối tiếc khi ngày hôm nay đã nói yêu anh. Dễ thương. Cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn gái? Bạn gái hát nghe rất hay. Rất hay. Rồi, vậy thì còn em có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, cũng biết hát. Đó là điểm mạnh đó hả? Dạ. Rồi điểm yếu? Điểm yếu của em là ít đi chơi nè, ăn thì cũng ít. Thì không đi chơi là lúc rảnh rỗi đi làm về thì tại em làm. Không ít đi chơi là tại vì không có ai để đi chơi chung vậy. Khi bạn bè đi á có bạn gái hoặc người yêu đi theo chơi, còn mình đi mình nên là đòi. Thôi ở nhà luôn cho nó khỏe. Vậy lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Ở nhà làm gì? Ở nhà thì em cũng xem phim lớn với còn xem phim hoạt hình á. Mình tôm series á. À, người lớn mà vẫn xem phim hoạt hình mà. Dạ, tôi tưởng đâu thích xem phim người lớn. Với hồi đó em có đi bộ đội á, cho nên cái chương trình mà có bộ đội rồi đó là em thích xem. Ừ, ok. Ồ, có đi bộ đội nữa hả? Đi mấy năm? Dạ, em đi 2 năm. À, rồi. Hồi nãy em nói điểm yếu chưa? Dạ, em chưa nói điểm yếu. Rồi. Dạ, điểm yếu của em là em khá là thẳng tính và cũng hơi nóng tính. Em cái gì mà em đã không thích thì em sẽ thể hiện ra ngay mặt, chứ em không có giấu trong lòng được. Em có cái khuyết điểm nào nữa không? Thật sự thì em không có biết nấu ăn. Không biết nấu ăn. Em không biết nấu ăn, vậy có anh nấu em. Em yên tâm. Nói đại, nói phải làm được nha. Để lấy được nhau về mà mốt là phải nấu ăn á. Em nấu được. Em ăn khó lắm anh. Em ăn khó tính lắm á, chứ không phải dễ để ông nấu rồi mà còn ăn khó nữa. Thì bình thường ai nấu em ăn? Mẹ. Đâu phải ở với mẹ cả đời đâu cưng. Rồi mai mốt có chồng có con là ai nấu? Để lúc đó tính chị. Trời ơi, cho chồng nấu cho ăn là mừng gần chết rồi. Cho gì ăn cái nấy, đâu phải từ từ tập nấu chứ. Còn con cái nữa làm chi. Rồi lúc chồng ốm đau bệnh hoạn, đâu phải lúc nào anh cũng nấu cho mà ăn. Dạ. Bớt lại, ghi nhận. Nhưng mà nói được phải làm được nha. Dạ em làm được, em nói là em làm được. Rồi, tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em trải qua có một mối tình duy nhất cách đây khoảng 5 năm. 5 năm? Dạ. Mối tình kéo dài bao lâu? Kéo dài khoảng 2 năm. Sao chia tay? Lúc đó quen nhau rồi còn ở dưới quê á. Rồi cái em nói là bây giờ đi lên Bình Dương làm. Cái người đó, người bạn đó nói là anh đi làm đi rồi em ở nhà em quen người khác. Rồi từ đó là em sẽ chia tay luôn, em không quen nữa. Là tới giờ. Không có khích lệ tinh thần của mình đi mở mang cái sự nghiệp gì hết phải không? Dạ. Chưa yêu đó cưng. Rồi từ hồi lên Sài Gòn giờ không quen ai hết hả? Dạ không, lên đây em cũng chỉ lo làm, lo công việc. Nói chung là lo cho tương lai công việc, sự nghiệp mình trước á. Rồi, cho nên cũng tốt, đàn ông thì nên lo sự nghiệp trước cũng tốt. Dạ. Thế còn em gái, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thì em có 2 mối tình. Một mối tình thì hồi thời đại học thôi. Nó cũng còn nít, còn nhỏ. Còn một mối tình thì cũng cách đây 1 năm. Thì đó là cái mối tình trong công ty. Em nói chung là thật ra sự là đó là mối tình đơn phương của em thôi. Đơn phương? Dạ. Rồi đơn phương rồi có nắm tay đồ gì chưa? Dạ, thì đơn phương mà sao nắm tay được chị. Ồ, vậy là chưa. Nhưng mà thật sự người đó rất là tốt.
rất là tốt. Họ biết em có cảm tình với người ta nhưng mà người ta vẫn tốt với em, nhưng mà đủ cho em hiểu rằng người ta chỉ là tốt, chỉ là bạn thôi. Đúng rồi, chứ không phải là để cho mình ngộ nhận. Không, tình cảm đâu cưỡng cầu được đâu em. Dạ. Thế em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái của em thì nói chung là ngoại hình thì không cao quá, cỡ em trở lại. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6? Dạ. Bên đây cao nhiêu? 1m5. Vậy là đẹp rồi, mang giày cao gót lên nửa năm phân là vừa, đẹp đôi. Rồi, gì nữa? Thân hình thì cũng đừng mập quá. Vừa người? Dạ, vừa người. Tiếp. Tóc tai đừng có lè lẹt quá. Em không thích. Rồi, còn em sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em không có mong bạn trai của em quá là đẹp trai. Tại đẹp trai họ cũng biết cái giá trị của họ mà. Mình bắt công giữ mệt lắm, em thì cũng không có thời gian nào để em giữ. Vừa phải là được, dạ, tính là được là được rồi. Dạ, con trai nói ít thôi, làm nhiều hơn. Ví dụ như con trai phải có chí hướng. Ví dụ mình hỏi một cái vấn đề gì đó, không biết thì không phải là thôi anh không biết đâu, rồi thôi, thôi luôn. Không biết thì phải là tìm cách cho biết để trả lời. Nếu như mà thấy bạn gái của mình thật sự quan tâm về vấn đề đó thì có thể là tìm hiểu, cố gắng được phần nào thì hay phần đó. Đúng. Phần hơn là thôi không biết thì nó rất là chán. Nhiều cái mình cần phải học lắm. Dạ. Bởi vì em thì không thích con trai gia trưởng. Em có phải là người gia trưởng không? Dạ không, em thì nói chung là không có gia trưởng. Có hình không? Cho chị coi hình. Dạ, của đó. Hai bạn coi. Đó, đưa đây. Trời ơi, sự chọn lựa rất đơn giản, trong hai chọn một. Trời, mấy người này đơn giản ghê, mỗi người một tấm hình thôi. Trong năm chọn một. Coi coi có rước được cổ về Vinh không. Rồi, 10 giây cuối cùng, hãy chỉ vô hình cho chị Tường coi. Ai đâu là người bạn chọn? Tại sao chọn cô đó? Tại hồi nãy nghe các bạn bên kia nói là cũng không cao quá, không mét mấy anh ngồi. Rồi, cứ cầm đó đi coi đúng không. Em chọn ai đâu? Người này hả chị? Tại sao chọn anh đó? Tại vì em không biết nữa. Không biết nói sao nữa. Cảm giác thôi chứ không cảm biết. Cảm giác. Bởi tôi nói thường cảm giác phụ nữ là nó chuẩn hơn. Nó phải 80%, nam là 20% thôi. Hãy nhìn hình và hãy nhìn vào cánh cửa trái tim. Tường sẽ mở ra để các bạn xem coi cái cảm xúc ngày hôm nay chúng ta được hay không nha. 1, 2, 3. Chào em. Dạ. Em có món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Đây là con mèo may mắn, thì lúc nào mong rằng anh gặp may mắn trong cuộc sống nha. Ý nghĩa món quà này là sao? Sao tặng con mèo ngoắt? Ý nghĩa gì? Dạ, đó là biểu tượng của sự may mắn đó chị. Ồ, vậy hả? Chị tưởng đâu ngoắt ngoắt là mừng ăn muốn bán gì để ngoắt khách vô chứ. Cũng đó. Thường thì những người mà kinh doanh họ sẽ mua, có thể có những cái con này trên bàn để... Sao em không tặng chị con để chị ngoắt tình yêu nó tới? Anh ơi, mấy anh ơi, tới đây. Nha, dễ thương quá. Rồi, giờ sao quay lại cái vụ tấm hình nè. Vậy là em đoán đúng rồi. Em đoán đúng rồi, em có thưởng bên đây. Anh đoán ai vậy? Đoán cái con nhỏ nhỏ ngồi chính giữa. À. Rồi giờ sao, cổ đâu, cổ là ai? Bây giờ cổ là người nào? Anh này chụp chắc lâu lắm rồi. Anh nhìn em vậy mà anh cũng không nhìn vậy mà không đoán anh nữa là bị phạt nặng. À, rồi muốn phạt ảnh gì đây? Bây giờ chắc anh ngồi đợi cũng lâu cũng mệt rồi á, mình cần vận động xíu cho nó khỏe. Anh hít đất tầm 10 cái thôi. Hít đất tầm 10 cái thôi, cô này là dễ rồi. Có nhiều cô tới đây bắt hít tới 20 cái lận. 1, 2, 3, hít sâu hơn anh này luôn. 5, 6, 7, nghe nói sâu cái xuống liền ha. 8, 9, nhưng mà 10. Anh này ngon là làm bằng mấy ngón tay thôi à, lực trên mấy ngón tay chứ không chơi nguyên bàn. Không vậy hít đất là nói với em chuyện nhỏ thì tại hồi đó em đi bộ đội ăn cũng có rèn luyện dữ lắm. Sao được không? Rồi anh cũng có tập thể hình, anh cũng có tập thể dục rồi nữa đúng không? Để em có thấy em thường anh cũng tập thể dục nhưng mà lên đây làm công ty á, rồi không có thời gian rảnh nhiều á, cũng tập nhưng mà ít. Ít hơn hồi xưa, thời đi bộ đội mới tập nhiều. Ok, bây giờ chắc hít đất cũng đói rồi, mệt rồi. Mời hai bạn sẽ thưởng thức một bữa ăn trưa cùng nhau tại nhà hàng Hòn Đất nha. Xin mời. Xin mời hai bạn thưởng thức choa một bữa ăn rất là thịnh soạn cùng nhau nha. Để coi. À, món gì nè? Cá kèo, kho tộ, dưa cải, xào trứng. Ồ, gỏi, rong nho, dầu giấm và tôm rắc mặn. Đây, anh bức. Trời ơi, lanh quá, thôi tôi đi, từ từ để tôi đi rồi ăn. Tôi đi ra chị ngoài. Chị có tờ ở đây ăn cơm với hả? Ăn cơm có hai cái chén hả, ăn chỗ nào. Bữa cơm này dành cho hai bạn thôi. Vừa ăn uống, vừa tâm sự trò chuyện với nhau, tự tin thể hiện nhau. Dạ.
Có cái gì cứ hỏi ảnh nha, mạnh dạn lên cưng. Em dùng cơm đi. Dạ em mời anh nha. Em có từng ăn mấy món cá kèo kho này chưa? Dạ tất nhiên là có rồi. Này anh mời em. Dạ em cảm ơn anh. Anh ăn thử một món ở bên em đi. Cũng khá là, nhìn rất là hấp dẫn. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Hiện tại là anh ở dưới đây là anh ở với ai? Anh lên đây anh ở với ba mẹ. Ở chung với ba mẹ. Có nghĩa là cả nhà anh lên Bình Dương ở luôn rồi? Ờ đúng em. Dạ. Ba mẹ anh vẫn khỏe ha? Vẫn khỏe. Dạ. Còn em ở đây em ở với ai? Em ở với gia đình em luôn. Em lúc nãy em nói quê em ở đâu? Gốc em ở Quảng Nam. Ờ em vô đây làm đâu chưa? Không, gốc của em là ở Quảng Nam thôi, nhưng mà em sống và em sinh ra và lớn lên ở đây. À. Dạ. Món ăn này em ăn được không? Dạ được. Vậy sau này về anh nấu như vậy em ăn được không? Dạ được. Thật ra thì em chỉ là đố thôi, chứ thật ra tính em cũng không phải là quá khó đâu. Anh có thích ăn cay không? Anh cũng thích lắm, anh ăn ớt nhiều lắm, một bữa cơm anh ăn một trái ớt. Ồ, dạ. Ăn thử cái con tôm này thử xem sao. Em làm việc chỉ là làm giờ hành chánh thôi hả? Đúng rồi, em làm giờ hành chánh, nhưng mà thật sự thì tính cái công việc của em thì có thể là sau giờ làm việc á, buổi tối phụ huynh cũng có thể sẽ gọi điện để nhờ hỗ trợ trong cái lớp học. À. Tại vì chỗ em làm là về online á. Ví dụ sau này mình có đồng ý hẹn hò với nhau rồi chủ nhật một tuần mình gặp chủ nhật vậy được không? Ít quá ha. Ít quá hả? Ừ, một tuần mà chỉ có một ngày thôi thật sự là ít quá luôn. Cũng như em cũng đi làm, mà em cũng đi làm tới thứ bảy chủ nhật em mới được nghỉ, anh thì chủ nhật cũng được nghỉ. Nhưng mà buổi tối em vẫn rảnh mà. À. Anh nói là từ chỗ anh đi xuống chỗ em 2 tiếng đồng hồ hả? Ờ anh hồi sớm anh đi khoảng 2 tiếng. Là anh ở khu vực nào mà xa dữ hả? Anh ở khu công nghiệp Tân Nguyên, Nam Tân Nguyên á, Bắc Tân Nguyên á. Xa quá ha. Ừ. Người ta nói yêu nhau chẳng ngại đường xa, mà em đây đó nó xa vậy? Chứ giờ anh nói một tuần chỉ có gặp nhau có một lần thôi. Ví dụ như anh nói chẳng là nó xa như vậy, nhưng mà anh có thể đến gặp em nếu như em muốn, hoặc là em cần. Hoặc là một tuần anh có thể xuống gặp em 3 lần, 2, 3 lần, anh sẽ cố gắng. Ít ra như vậy thì còn được. Mà giờ mới có một lần thôi, một tuần thôi thì nó ít. Không mà nếu như em muốn thì anh cũng đến gặp được, rồi sau đó mình về mình đi làm nữa cũng sao. Anh đủ sức không? Sức khỏe anh được, với lại công việc của anh rất là khỏe, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. À, anh có hay có những cái niềm vui sở thích, ví dụ như là lâu lâu đi làm mệt quá xách xe đi phóng xe ra Vũng Tàu chơi kiểu như vậy không? Lúc nãy anh cũng có nói là anh cũng thích đi chơi đó. Ít có đi chơi nhưng mà thích đi, tại vì không có ai để đi á. Nếu mà sau này có em á thì mình hai chúng ta cũng đi thì mình cùng đi. Thôi xạo quá, sao tôi nghe là người ta muốn đi hẹn hò mà anh ngại anh không chịu lên. Tuần anh hẹn gặp có một lần, không, anh tháng gặp có một lần. Em cũng có nói mà chị, nếu mà bên kia muốn gặp thì em cũng sắp xếp thời gian em lên. Tại vì biết sao, mình mới yêu nhau mà. Nhiều khi nói thiệt á, không yêu thôi chứ yêu là nhớ nhau lắm, nhớ nhung lắm, rồi nhiều khi nói chuyện phải tha mấy gì chứ cũng ức chế lắm đúng không em? Dạ. Mình cần gặp nhau chứ. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn bóc một vài cái lá bài, trong này nó có những cái yêu cầu, các bạn đọc lớn lên để có thể thực hiện những cái yêu cầu trong đó. Hãy yêu cầu bạn nữ xoa bóp cho bạn nam để giảm căng thẳng. Căng thẳng quá. Làm đi em. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Tại vì em xoa bóp anh không biết anh giảm căng thẳng hay anh căng thẳng thêm á. Em nói thiệt á. Cứ qua đây là yêu cầu của chương trình, cứ qua đi em. Không nào giờ ai không có ai xoa bóp cho anh đâu, bữa nay em xoa bóp thì trời ơi sướng quá. Có căng thẳng không? Trời ơi thư giãn, thấy thử nhắm mắt hưởng thụ đi em. Nhưng mà sau này về em xoa bóp về anh chắc cũng khỏe. Trời ơi chưa gì bắt lấy tao về để tao thoa bóp nữa chắc chết quá. Em chưa biết em được cái gì mà em nghe cái vậy là em thấy hơi khận lại. Tưởng đâu thôi em bóp cho anh đi rồi mai mốt anh về anh sao bóp cho em á. Em xoa bóp cho anh thì xong rồi em mệt anh xoa bóp lại. Trời ơi cho đi rồi mới nhận cơ chưa chân đòi nhận trước chết rồi đủ rồi. Dạ. Lại bóp hoài tới sáng. Dạ. Lại bóp hoài tới sáng. Trời ơi vừa nói rồi cái bà đẩy tan cái luôn vậy đó, thiệt tình luôn á. Cảm nhận sao cơ, bàn tay ấy như thế nào, đôi tay ấy như thế nào? Thấy dễ chịu chị. Điêu luyện không? Dạ. Giảm stress không, đỡ căng thẳng chưa? Dạ đỡ. Rồi cũng được, mời em.
hãy yêu cầu bạn nam vừa nắm tay vừa hát tặng bạn gái một ca khúc lãng mạn. Trời ơi, vậy bạn trai cũng lời quá. Đi qua đi cưng. Em có cần đứng lên không chị? Ok, cho ta đứng đi. Mình đứng chi mỏi chân. Ta sát vô vậy giang tay xa xa mỏi đúng rồi. Thôi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong hàng đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, chào dân trong lòng anh đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Về chỗ cảm thấy sao, hát xong thấy sao? Thấy vui chị. Thấy vui dạ. Rồi em sao, cho ta nắm tay rồi thấy sao? Cũng hơi ngại. Hơi ngại. Hôm nay bạn gái, em thấy bạn gái như thế nào? Người đối diện với mình như thế nào? Dạ thấy cũng dễ thương. Nói chung cũng đạt theo cái tiêu chuẩn của em. Bình thường em có hay sửa soạn trang điểm đẹp như vậy không? Em thì chỉ căn bản thôi. Chứ còn nếu như mà lồng lộn quá thì cũng không đến độ. Như vậy là lồng lộn hay vậy là bình thường hay vậy là? Vậy là hơi quá rồi đó. Hơi quá rồi đó hả? Em thấy bạn gái hôm nay vậy là trang điểm như vậy là nhẹ nhàng hay là có bị quá không? Dạ thấy cũng nhẹ nhàng cũng được chứ không có quá gì hết. Rồi thí dụ như bình thường hàng ngày người ta không có trang điểm lên nhiều như vậy, người ta đơn sơ giản dị hơn, người ta không có đẹp xuất sắc như bữa nay, thì em thấy thì sao? Mình có quan trọng về bề ngoài không? Dạ không quan trọng bề ngoài, nói chung là em không quan trọng, chỉ là cái mình trong lòng mình biết cái cách từ cư xử. Ok, rồi một cơ hội nữa dành cho hai bạn. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau đi nè. 30 giây cuối cùng dành cho nhau. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Nãy giờ hát hò nắm tay vẫn tránh né ánh mắt của nhau. 30 giây cuối cùng, hãy nói cho đối phương nghe suy nghĩ của mình hiện tại, mình đang nghĩ điều gì hay là mình cảm nhận như thế nào về đối phương. Mời bạn trai. Anh có câu hỏi muốn hỏi em là cái mục đích của em đến đây là gì? Thì mục đích đến đây có thể của em cũng giống của anh, là cũng muốn tìm một người phù hợp với mình và cho bản thân mình cũng như là người đối diện một cơ hội. Vậy em có bằng lòng, em có chịu cùng anh thực hiện mục đích của mình không? Câu đó không trả lời được, sẽ trả lời qua nút bấm. Đây là lúc để mình trải lòng. 30 giây để nói lòng mình chứ không phải 30 giây để hỏi lòng thiên hạ. Có muốn nói gì trước khi đưa ra quyết định không? Không có thuyết phục là cơ hội sẽ mất. 15 giây còn lại, mời em. Em muốn hỏi em một câu hỏi nữa là giữa anh với anh, gia đình và những cái mối quan hệ khác thì nó như thế nào? Ví dụ như công việc của anh và gia đình của anh thì cái nào quan trọng hơn? Nói chung là gia đình nó quan trọng hơn. Công việc thì mình mất công việc mình có thể tìm công việc khác được. Còn gia đình thì mình phải giữ cho gia đình của mình trước. Và nếu như một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi trong công việc, sẽ có lúc em rất là khó chịu, em không muốn gặp anh, em bực mình lắm, thì những lúc như vậy anh sẽ cư xử như sao? Em không muốn gặp anh thì anh phải tìm cái cách nào đó để gặp em, để mà nói chuyện với em, để cho em dời đi cái nỗi buồn trong lòng. Hết 30 giây. Các bạn ấy không dành 30 giây để nói mà dành nghe 30 giây để hỏi. Đó cũng là một cách tùy các bạn. Bây giờ đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Thời gian ở chương trình mặc dù ngắn nhưng mà chị Tường nghĩ cũng đủ để các bạn cảm nhận về nhau. Sau khi chị đếm 3 tiếng đếm, nếu các bạn đồng ý bấm nút thì mình bấm mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý thì mình lấy tay ra. Nên nhớ đây là nút bấm hẹn hò để yêu đương chứ không phải là kết bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em bấm trễ vậy? Thì em nghĩ là cái gì mình cũng nên từ tốn thì nó sẽ hay hơn. Tại sao em bấm sớm vậy? Tại vì thấy em thấy trong lòng của em nó... Không cần phải suy nghĩ nữa. Dạ, không cần. Mời hai bạn bấm tay đi các bạn. Bây giờ chúng ta trở thành bạn trai bạn gái rồi nha. Và đến với chương trình thì đương nhiên sẽ có một kỷ niệm dành cho hai bạn, đó là một nụ hôn. Đương nhiên hai bạn tự hôn nhau. Anh xin phép anh hôn em. Hôn tay được không chị? Không, hôn má, hôn trán, hôn tóc, hôn mặt. Xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp 212 Lý Chính Thắng. Đây là rạp phim Cinebox ha. Đến đây sẽ cùng thưởng thức những bộ phim hay, có những không gian để trò chuyện tâm sự cùng nhau. Bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt cả nhà thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa nha. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
vũ lực luôn. Một cú đá sừng phi hay là sao? Dạ nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ với Việt Nam. Thực ra em ấy. Cái tật nó khùng khùng nữa. Ai khùng? Em. Tưởng nó nói chị với Đạt khùng chứ. Tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ. Và về gia đình thì đúng là mình cũng rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Vậy là có quỷ đen. Cái chuyện đó chị... Trời ơi. Nhưng mà em đồng ý. Chẳng lẽ ảnh không thể nào tặng quà cho em? 5 4 3 2 1 Chị em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Dạ. Em biết em đẹp. Thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình. Kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Trời ơi. Được không hả chị Thường ơi? Trời ơi, gì vậy? Diễn thời trang luôn hả? Hôm nay là nhà trai là hot lắm nha. Mời hai cô gái của mình đi nào. Tuyệt phẩm. Ủa cái gì tuyệt phẩm? Đây một vị trí cô gái ngồi cái ghế đỏ. Trời nó leo lưỡi luôn á. Em giới thiệu về mình đi. Trước tiên thì em kính chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và khán giả. Em tên là Phương Thảo, em năm nay 27 tuổi và em đang làm sale bên lĩnh vực xuất nhập khẩu. Quê em ở Gia Lai và hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ xin hỏi chàng trai ghế màu đỏ, hãy giới thiệu về mình đi. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt và các bạn ở hậu trường. Mình tên là Lê Phước Tài, dòng dõi thứ 1.500.000 của Lê Lợi. Công việc chính mình hiện tại đó chính là làm người dẫn chương trình. Hiện tại làm việc khắp nơi ở Việt Nam, miễn sao book đi đâu làm ở đó. Và cái tuổi của mình hiện tại chính là 29 tuổi. Trời ơi. Ê, bữa nay lên đây không có ai trả cát xê đâu nha. Mục tiêu đến đây là không cần cát xê. Chỉ cần có người đem về. Phải xác định rõ mục tiêu. Được. Rồi, bạn anh ghế áo xanh giới thiệu luôn đi. Dạ, em tên là Dương Phương Sơn, năm nay em 25 tuổi, hiện tại đang là kỹ sư detailing của công ty nhà thép Tiền Chế. Quê ở đâu? Dạ, em đã ở thành phố Buôn Ma Thuột. Dạ, làm việc ở Sài Gòn. Rồi, ngon lành. Em giới thiệu mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em chào quý vị khán giả và các anh chị. Em tên là Nguyễn Vũ Tiệp Nhi, em nhỏ nhất ở đây, em 24 tuổi. Dạ, em làm công việc tổ chức sự kiện của một công ty truyền thông. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn ạ. Rồi cho Nhi giới thiệu luôn ưu điểm của nhược điểm luôn đi. Dạ cái này hơi khó trả lời tại vì em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Kể ra thì hơi chiếm sóng chương trình. Được hết, anh ngồi tới sáng luôn cũng được. Dạ vậy thì em nói gọn thôi là ưu điểm của em là nổ. Dạ cái gì em cũng giỏi hết á, hầu như em không có khuyết điểm ạ. Anh mới vừa thấy khuyết điểm luôn á. Khuyết điểm của em là hơi tự tin một xíu thôi ạ. Bạn trai ghế xanh kia bị áp đảo không vậy nè? Ấn tượng chị. Dạ nếu mà em có cơ hội em thể hiện tài năng ra đảm bảo áp đảo mới nói. Thấy hai đứa trước tiên là hợp cái vụ tự tin rồi đó. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Em chịu khó lắng nghe người khác, nó ăn được, lại hay thích chơi thể thao ạ. Khuyết điểm của em là não cá vàng. Công việc có quên không? Dạ công việc thì không quên, mà những cái việc nhỏ như là cái chùm chìa khóa mình đông để đâu tí xíu mình quên liền, với lại hay delay. Ủa đi làm mà có delay rồi sao? Dạ không, kiểu như là em hay muốn là công việc đó mình làm một chỗ luôn một lần chứ phải là làm chút. Liên quan gì tới cái chuyện đi trễ? Đi trễ thì em không bị trễ được rồi. Chứ delay là cái gì? Delay là mình trì hoãn công việc các chị. Tôi không biết mà tôi đi máy bay mà tôi nghe delay là tôi biết máy bay bay trễ rồi đó. Giống như là ăn sáng mình delay chị. Quay qua với anh Tài của tôi. Anh còn tài gì anh thể hiện luôn đi anh. Em chỉ có duy nhất cái tài lớn nhất là cái tên em thôi. Còn khuyết điểm thì nhiều lắm. Nói nhiều nè. Hồi xưa quen con gái có đôi khi là mình nói chuyện là mình hay nói với bạn bè mình trước mặt là nó. Nhưng mà nói trước mặt bạn gái luôn hay là nói sau lưng thôi? Cũng có nói luôn sau lưng, trước mặt chỉ nói em hai mặt lắm. Trời ơi, em được cái thế mạnh là em thẳng tính rồi đó Tài. Dạ đúng rồi, thẳng tính Đạt. Còn thêm cái tật nó khùng khùng nữa. Ai khùng? Em. Tưởng nó nói chị với Đạt khùng chứ. Dạ, em đâu dám nói gì đâu. Dạ. Cái khùng nên... đó là cái thế mạnh hay thế yếu của em nè? Dạ, nó cũng là một cái thế mạnh, cũng là một cái thế yếu của anh.
Nhưng mà nói nhiều mà nói đúng hay nói nhiều mà nói bậy? Có những chỗ đúng có chỗ không đúng. Em có sở trường làm ta vui rất dễ, rất nhanh. Và khi người ta lên tới đỉnh điểm xong để chuyển qua cục xúc luôn, để chửi lại mình luôn. Cái bạn nữ nè, nãy giờ cười hoài. Bây giờ em nói đi đừng cười nữa. Biết răng đẹp rồi, biết mũi cao luôn rồi. Dạ em biết em đẹp, biết em đẹp. Thiệt hay dễ sợ, đáo đẹp ghê hồn. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ, hoạt bát. Có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Ví dụ? Ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á, em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức. Và đặc biệt là trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai, thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá sừng phi hay là sao? Dạ nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ của Việt Nam. Bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi đầu. Mỗi người mỗi màu sắc, người ta có quyền. Được được. Mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ếm, phải nhờ đến ông hai bà mối mình đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là đẹp, có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu, nhưng thật ra em ế. Thật ra em ế. Em nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không? Vừa không, sai mới... một cái là ngon nha, nhà trai coi chừng lép vế nha, phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha. Rồi mình nghe tình trường của các cô gái nè. Em có hai mảnh tình vắt vai rồi. Mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học cấp 3, thì bạn đó ở chung quê với em luôn, và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó. Mối tình nó được mấy năm? Dạ chắc 7 năm á chị Tường. Trời ơi, nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khố luôn á phải không? Dạ đúng rồi, bằng tuổi nhau. À, rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao? Dạ hồi xưa kêu mày tao, xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên, rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em, rồi đến giờ chia tay kêu tên. Ê mà mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quýnh lộn nhau lắm, em có không? Dạ có chị, em nói chị là em có. Em rất là nóng tính nên thành ra là có quýnh lộn đó. Trời đất ơi, tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Rồi quýnh đứa nào thắng? Dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được. Hú hồn. Chia tay là đúng rồi. Dạ, trời đúng. Ơi trời, cho một cuộc đấu võ mà thực nhiên người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy. Và cuộc tình thứ hai? Đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng. Bao lâu? Dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị. Đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình. Nhưng mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy. Nên thành ra là không có hợp. Bạn trai bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy? Hồi nãy mà tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ. Hồi nhỏ em cũng có học võ. Dạ được một tuần lễ. Em có học cái chiêu mà mình đồng da sắt không? Dạ không có đồng mình đồng da sắt. Bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ chứ. Em là người chuyên đi đầu. Rồi tình trường mình sao nè? Em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là một cái mối tình nó khá là đẹp với em. Bởi vì cái mối tình đó giúp cho em, nó thay đổi hoàn toàn cái bản thân của em. Dạ, idol của em. Ngon, dạ. Ngon, dạ. Ngon. Rồi cái mối tình đó kéo dài được bao lâu? Khoảng tầm hơn 9 tháng. Có thể là lúc đó em trẻ trâu quá, em là một thuộc dạng là khá là nóng tính. Thì hai bên đều có cái tôi nhất định. Mà lúc đó thì mình cũng chưa trưởng thành về trong trải nghiệm cuộc đời hay là cuộc sống như này kia trong tình trường nữa. Cho nó qua luôn. Mối đó. Hai. Mối thứ hai là em mới quen cái bạn này, là bạn đó cũng học nghề hướng dẫn viên. Nhìn nhau cái tự nhiên cảm giác như là lay động gì đó. Quyết định quen nhau luôn. Mấy tháng? 6 tháng. Rồi sao chia tay? Gia đình em cũng người dạng khó khăn, nên là em lúc nào cũng là có cái tư duy là hơi hành bạn gái chút xíu, là chỗ là em phải thế này nè, nó sẽ giúp cho em tốt hơn. Thôi gia trưởng quá. Mối tình em không ép buộc cái gì hết. Rồi mối tình thứ ba đi. Mối tình thứ ba thì mấy tháng? 3 tháng. Trời ơi. Thấy chưa, đặt tên à? Tài mấy tháng? Coi như là 3 tháng hè bé nó về quê chơi hay sao? Cô gái đó là một người bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn, với một người bạn thân của em. Trong một lần đó là mùng 3 Tết năm 2017, em về em chơi Tết nhà chỉ bạn em. Chỉ có phụ nữ mới kỹ tính đó. Như vậy thôi. Là khi mà nói chuyện với bạn đó thì bạn đó cũng trùng hợp với em, là em cũng họ Lê, bạn đó cũng họ Lê. Mà có cái tình cờ rất là thú vị, đó chính là hai đứa là giống như kiểu là nhây với nhau, vui vẻ, xong rồi đi karaoke. Xong cái bạn đó nói gì em, cái xong đang ngậm bia em phun cái phèo vào mặt bạn đó luôn. Rồi chia tay? Không, lúc đó mới quen thôi. Bạn đó đi ra ngoài em nghĩ là chết rồi, địa bàn của nhỏ này. Thôi nó kêu người vô nó hốt mình. Cuối cùng tự nhiên đâu bà chạy lực vô cái phòng karaoke, bà tự nhiên bất kỳ mình. Nhỏ em mình chia tay bạn trai nó ngoài đó, khóc lóc sùm gây lộn tùm lum hết á. Bạn hãy giải quyết giùm tôi đi. Gì trời,
Xong em ra giải quyết, em nói nhỏ như lỗ tai của bé em của bạn đó thôi. Tự nhiên mà nó hết khóc cười ôm bạn trai luôn. Em nói câu gì vậy? Xong em... bạn đó cũng hỏi em giống câu như anh Đạt hỏi. Có gì đâu, nói đơn giản à. Người đàn ông quan tâm phụ nữ đôi khi có lỡ lời xíu nhưng mà hay nhìn sâu thẳm vào trái tim họ. Cái câu nói đó bật dù có thể khó chịu nhưng mà bên trong nó thực sự muốn tốt. Tự nhiên nhỏ nó hết bật luôn. Chuyện đâu mà nó dài mà. Họ gì? Họ Lê phải không? Dạ Lê. Họ hỏi giới thiệu họ tên tôi coi có ai họ Lê không? Không phải, đây có trùng hợp không? Không, đây phải họ Lê. Dạ Lê. Họ Lê luôn. Thấy chưa? Dạ, em là Lê Thị Phương Thảo. Nhưng mà ông có rút ra được là nguyên nhân tại sao mối tình nào cũng chóng vánh không? Cụ thể ngắn gọn. Mối tình gần nhất đi là mới nhìn 3 tháng. Em rút ra ngoài học sau một lần. Bạn nó quyết định chia tay với em. Làm em hụt hẫng mà trong đầu em trống rỗng. Em ra bùi gì em cầm ly bia em uống. Em ngồi suy nghĩ. Tự nhiên em lên Facebook em thấy một status của chị em đăng luôn đúng thời điểm luôn. Có người đến. Đến lúc ra lúc đó tự nhiên bỗng nhiên đi. Sẽ để chúng ta lại cái gì đó. Thì em ngẫm cái câu đó. Em ngộ ra. À em sáng cái đầu em ra liền. Tại lý do một phần là mình áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Từ giờ đến cuối chương trình tôi không hỏi này câu nào nữa hết trơn. Thiệt luôn á. Em có rồi nghĩ là tại vì mình đến cuộc tình đó vì một câu nói. Và chia tay cũng vì một câu nói không? Có thể. Đó là cái điểm yếu của em, đó chính là nói nhiều quá về vấn đề phát triển bản thân. Đó. À, em rút ra kinh nghiệm là em không, đừng nên nói nhiều nữa. Ờ đúng, im lặng. Ờ thôi im luôn đi chơi. Em trai, mỗi người có một thế mạnh riêng. Em thì sao? Tình trường như thế nào? Em thì trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu thì em là 3 năm. Hay chứ, 3 tháng người ta 3 năm nè. Rồi 3 năm sao em? Đến cái khúc mà chia tay á, thì em chủ động em nói bạn đấy. Bởi vì có vướng mắc về gia đình ạ. Rồi qua mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì cũng được 3 năm nữa. 3 năm nữa? Trời ơi, cậu này hay ha. Mối tình nào của người ta cũng 3 năm kìa. Em thấy trong suốt 3 năm tụi em khó tiếng nói chung á. Nói cụ thể là cái trường hợp gì? Cụ thể là cái quan điểm sống và cái điều kiện bạn đó đưa ra cho em. Điều bạn đó đưa ra làm sao? Một là con trai miền Tây. Gia đình bạn đó chỉ thích con trai miền Tây. Dạ. Hai là về miền Tây và lập nghiệp với bạn ấy. À. Dạ. Vì cả hai điều đó em không đáp ứng được. À. Dạ. Rồi bây giờ đến cái mối tình thứ ba. Dạ. Thì em rút cái kinh nghiệm gì của những mối tình dạ. trước? Đừng có để 3 năm hoài cuộc em đời đó. Em sẽ tìm hiểu về cái tương lai bạn đó muốn là gì. Để Nhi, thường là em phải gánh luôn á. Dạ em bỏ đầy hai đòn gánh luôn anh. Rất nhiều hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu chục nữa hả? Dạ, hay là nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng em nghe dạ. kể. Ờ, nếu mà kể mà sợ người cũ em coi chương trình á, kể mà sót á thì cũng sợ mọi người tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Rồi thôi, mối tình đầu. Dạ mối tình đầu là 3 năm. Em kiểu là con gái á, thường là thể hiện tình cảm rất là nhiều, quan tâm yêu thương rất là nhiều. Nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng. Em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em. Nói em là gì? Là do em... Cái gì cũng lo hết. Dạ đúng rồi. Rồi xong đổ thừa người ta không lo gì hết. Chia tay. Dạ đúng. Tiếp nè. Dạ cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình trưởng thành hơn rồi. Mình nghĩ là mình phải tiết chế lại. Nhưng mà sau đó em bị phản bội. Đó kéo dài được bao nhiêu năm? Dạ 1 năm. Dạ cho tới bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy nổ quá trời. Bây giờ là mọi người trái tim đã bình ổn hết trơn rồi đúng không? Bây giờ là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình để tiến tới một cái đoạn đường dài. Thẳng hỏi Nhi luôn đi, bây giờ cái mẫu người lý tưởng của Nhi là như thế nào? Quan điểm của em á là cho dù mình đặt ra cái hình mẫu lý tưởng như thế nào thì cái quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của mình thôi. Khi mà mình gặp đúng người, đúng cảm xúc á thì tất cả những cái hình mẫu đó nó đều không có còn quan trọng nữa. Em thích về hình thức hay là hình dạng hay là cái hình bóng? Em cái gì đó để anh mường tượng anh đía qua coi. Dạ hình thôi đừng có bóng. À thích hình thôi. Thì nãy giờ em nghe cái giọng của cái anh chàng áo xanh đây thì em mường tượng ảnh là như thế nào không? Dạ em nghĩ chắc là một người điềm đạm, hiền lành. Cảm giác ban đầu thì như thế thôi ạ. Người ta tưởng tượng mình đó, điềm đạm, hiền lành đó. Còn mình tưởng tượng người ta làm sao? Chắc cũng mình đó cũng điềm đạm, xinh gái. Nhưng mà mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích con gái rất là kiên cường. Dạ. Về ngoại hình có thích chiều cao thấp mập ốm lớn? Dạ chắc em cao cỡ khoét 1m73 thì em nghĩ bạn nữ cần cao 1m55 đổ lên tí. Ok. Còn Tài, mẫu người lý tưởng của Tài sao? Cái hình mẫu của em á là một người con gái. Thứ nhất em rất là thích đi từ thiện. Nếu mà bên nhau mà có một cái hành trình nào đó để cùng có thể hạnh phúc với nhau á thì
phải cùng nhau có thể là hướng về cái việc đó chính là đi thiền nguyện. Cái thứ hai và cái tiêu chí mà em quan trọng nhất, phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình, ít nhất một tuần phải ba bữa, tại vì từ nhỏ tới lớn em thiếu bữa cơm gia đình. Và cái thứ ba đó chính là về ngoại hình ưa nhìn, với lại cái chiều cao nó sẽ tương xứng với em khoảng tầm. Những cái điều em đưa ra nó cũng đơn giản thôi. Sao? Dạ. Em kìa, em cười qua vậy. Thật ra từ xưa đến giờ em cũng không có đặt ra bất cứ một cái hình mẫu nào cho bản thân mình hết. Chỉ cần người đó có ngoại hình ưa nhìn là được, và at least là phải cao hơn em. Một người hoạt bát, vui vẻ, thông minh. Nãy giờ em thấy hoạt bát vậy đủ chưa em? Dạ đủ, dư luôn chị. Dư rồi ha. Dạ. Em không thích một người gia trưởng. Nhưng mà nãy em nói em muốn chồng em cao hơn em hả? Dạ đúng rồi. Em cao nhiêu? Dạ 1m65. Bạn này phải cao trên 1m7. Đúng không em? Bên đây cao hết, trên 1m7 hết đó chị. Em cao nhiêu? Dạ 1m75. 1m75 cơ, yên tâm nha. Ở bên kia 1m73. Trời ơi. Giờ tôi thêm khai thác họ nhà gái nè. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt, cùng hai anh và chị bên kia với lại quý vị khán giả. Thì em là bạn của Tiệp Nhi. Tiệp Nhi nó cũng cô gái rất là dịu dàng, nhưng mà cũng sẽ có một số nét cục xúc. Tiệp Nhi sẽ thích một bạn nam hề hước một chút, lắng nghe bạn một chút, tại vì nhiều khi bạn cũng nói cũng nhiều. Sẽ đặc biệt thích những cái người mà thích nghe bạn hát. Em xin phép hỏi một xíu anh ghế xanh. Em cũng chia sẻ thêm là bạn của em á, rất là thích sự rốt rẽn, cái gì cũng muốn liền. Khi em nghe mình hơi có một cái xíu cái sự delay nhẹ. Anh xin tính chính là cái delay đó của anh, đó là những cái vụn vặt hàng ngày thôi. Còn những cái kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Nhưng mà nãy bạn em á nói em cục xúc là sao? Dạ em bậu nhẹ hả anh? Bậu là thế nào? Dạ không nói. Không nói có gì đâu, cục xúc. Cái đó cũng là một phần cục xúc. Một thể loại cục xúc. Cũng một thể loại cục xúc, bởi vì em cũng... Binh quá à. Thôi bây giờ cục xúc gì tính sao bây giờ, nói hát đi Nhi. Tại vì bạn em nói em thích mọi người nghe em hát. Dạ, vỗ tay. Dạ, vậy em xin phép hát một vài câu, một đoạn nhỏ thôi nha. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Dẫu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy thôi ta đành kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Wow. Mọi người rất chăm chú nghe em hát. Rồi, em đó tài. Em được cái là em đọc rap nó ổn hơn. Okay. Giờ nó gần gần như nói hay quá. Okay. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em không được lời. Trời ơi, mình bắn đại đi. Em nhớ được khoảng tầm 4 câu đầu trong cái bài phiêu lưu ký của anh Dĩ Choắc. Lồng lành lấp lánh kiều xa, lông bào châu báo thiêu hoa, sưng hùng sưng bá nghe vàng trái ló. Em quên câu thứ tư. Hai, rồi ba. Tiếp luôn. Vô. Lòng lành lấp lánh kiều xa. Em làm lại cho ba câu thôi nha. Ok. Lòng lành lấp lánh kiều xa, lông bào châu báo thiêu hoa, ngai vàng trôi lá. Tình tình tình. Em quên nữa. Duyên quá. Em có một cái yếu điểm là em hay quên nữa. Thuộc được mấy câu? À, 2 câu rưỡi. 2 câu rưỡi chứ không được 3 nữa. Thôi cúp dẹp cái nhỏ nhà trai luôn đi. Bây giờ em ngồi gái ngồi ghế đỏ, em làm lại đi em. Cứu nó đi em ơi. Em sợ em cũng giống ảnh quá. Không sao, em đừng đọc rap. Không, đừng không, đọc em rap. Không đọc rap thì em cũng quên lời giống ảnh luôn. Em thấy sự đồng cảm rồi chị à? Em im đi. Dạ, nếu như em có hát sai lời thì em mong là tác giả thông cảm. Thấy người ta tinh tế không? Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làng mây bay đã yêu tóc em. Thẹn nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. Dạ em thuộc tới đó thôi. Ôi chết cha rồi, nhà trai tôi lép vế về. Trời trời, hai cô gái hát hay quá. Em làm gì vậy em? Em vẫn đáp lại bên kia, em hát được. Đừng làm chị mất mặt nữa nha. Rồi. Chứ thằng Tài nó làm chị lên thăm xong rồi đó. Được không? Dạ được. Em xin thể hiện
bài hát Chuyện của mùa đông mà em cũng thuộc mỗi khúc đầu thôi. Mùa sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh, kỳ nắng lên rồi, buổi sáng in vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế, lắng nghe tin em khẽ cười. Wow, phiêu ghê ha. Thôi được rồi, cũng lấy lại phong độ rồi. Hỏi nhà gái, còn hai bạn bây giờ là mình đi theo ủng hộ bạn ghế đỏ đúng không? Bây giờ bạn mình cho Thảo, ý kiến bạn Thảo nè. Bạn Thảo nè, ý kiến hai chàng trai của tôi nè. Dạ, em chào các anh chị trong trường quay. Em là Huỳnh, em là em đồng nghiệp của chị Thảo. Về hai chàng trai thì em thấy là mỗi một anh cũng có một cái điểm thú vị riêng. Nhưng mà em muốn hỏi anh ghế đỏ là cái nghề MC là mình cũng phải chạy show nhiều đúng không anh? Thì em không biết là anh có thể dành thời gian được cho bạn gái của anh nhiều không? Chắc chắn được. Với hình ảnh từ nhỏ của mình không được gần gia đình, không được tình cảm với nhau lắm, nên là mới suy nghĩ rằng sau này mình phải sắp xếp được thời gian cho gia đình. Cái thứ hai nữa, từ 2017 là tập thói quen là mỗi tháng đều phải về nhà một lần để kết nối lại với gia đình. Ý mốt có bạn gái là một tháng sẽ gặp mặt một hai lần đi chơi. Nhiều hơn được không anh? Có một hai lần thôi hả? Không, mục đích là một tuần phải gặp hai ba lần. Ba mẹ thì tháng gặp một hai lần, còn bạn gái một tuần gặp một hai lần. Có hiếu lắm. Rồi em gái muốn hỏi gì kìa, hỏi đi cưng. Em cũng có một câu hỏi cho anh ghế đỏ luôn. Cái tuyếp người phụ nữ lý tưởng của anh ấy là một tuần sẽ nấu cơm, ăn cơm ở nhà ít nhất là 3 lần. Vậy thì cho em hỏi là đấy có phải là một điều anh có thể thỏa hiệp được không? Anh có nói trong cái quan điểm của anh đó chính là quan trọng là được ăn cơm cùng nhau. Chứ không phải là bắt cô kia nấu cơm. Chính xác. Vậy có nghĩa là anh nấu á? Anh nấu, anh vô bếp nấu cơm cho gia đình ăn được. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là mở cửa trái tim cho các bạn gặp gỡ nhau, được chưa? Mở cửa trái tim. Cửa trái tim đi nào. Có điện gì bắn chưa? Bắn đi. Điện âm ỉ trong đây rồi chị. Âm ỉ hả? Dạ. Trời ơi, sao đứng hình luôn vậy? Muốn làm gì làm đi, chứ mình sân khấu đây là của em đó. Là tặng đúng người hả chị? Ủa em muốn tặng ai em tặng chứ chị, tự nhiên tùy theo cảm xúc của em. Trước tiên thì cái món quà này là cái thói quen tại hay tặng quà cho người thân á, người quen là đa phần là thích tặng sách nhiều hơn chứ không có ít tặng hoa đồ thế này cái kia lắm. Có một cái hai cái từ mà tại rất thính cho thích trong cuộc sống. Thứ nhất là từ đáng giá và từ đắt giá. Thì hôm nay em tặng cái món quà đó là một quyển sách tên là Bạn đắt giá bao nhiêu. Này tại xin phép tặng bạn. Em có thể làm cái dáng hình nền nó được cho anh coi được không? Báo giá luôn nè. Một tay đúng không? Đó. Rồi đó được. Rồi đây nè, em chặn trực tiếp luôn đi. Rồi báo giá luôn nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thật ra thì cuốn sách này đã có một người ngồi ở trước kia đã tặng cho em và em đã đọc rồi. Dạ, và em rất thích cuốn sách này. Như em nói thêm một điều nữa, mỗi thời điểm đọc nó sẽ khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Lành quá à. Và tặng quà xong chưa? Dạ rồi. Không, vừa về chỗ. Để người khác nữa. Đó, không cần nói nhiều. Trước tiên thì anh không phải con người thôi. Thì anh nghĩ là trong cuộc sống á, em sẽ có những cái stress hoặc là những khó khăn trong cuộc sống. Thì anh nghĩ là bó hoa này nó sẽ làm em thoải mái hơn, dễ chịu hơn để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Dạ, bó hoa này nó sẽ làm em béo phì. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thấy như thế nào? Khi em stress em sẽ làm gì? Dạ, khi mà em stress á, thường em sẽ kể với mẹ, kể với bạn bè, kể với nhiều người nhất có thể. Hôm nay có anh được không? Anh cũng rất thích nghe người khác nói chuyện. Em thích là mình có một cái không gian riêng để mình tự chữa lành cho mình ở bên trong. Mình tự anh suy nghĩ lại những cái căng thẳng của mình đã qua. Anh sẽ tôn trọng những cái khoảnh khắc riêng tư của em. Mày rất quyết tâm ha. Ê, tính ra này nó cũng lanh quá ha. Quyết tâm. Nếu mà để bạn nữ là phải biết tên. Bạn này tên gì? Như gì ạ? Trời, hay. Đúng không nè? Đó, vậy là có chứ bộ. Cảm nhận của Tài. Bạn học võ gì vậy? Bobby Nam. Ủa, hẹn hò hay là hẹn nhau quýnh lộn vậy? Mấy bạn ơi, mình có lộn chương trình không? Bạn nghĩ sao về mình? Vậy thì tại sao bạn không nghĩ sao về mình?
Mình đang hỏi trước mà. Nhưng con gái có quyền được hỏi ngược lại. Chị Tường kêu câu em hỏi đúng không? Em không chịu hỏi trước. Thấy căng căng nữa rồi đó, cãi lộn nữa kìa. Quýnh lộn. Hôm nay nãy hỏi gì quên ta. Ý là quên cái câu đó rồi. Cảm nhận ơi. Cảm nhận sao vậy em? Không có tâm gì hết. Cảm nhận của anh về em hả? Về cái chiều cao thì ok, ngoại hình dễ nhìn, da sáng, gương mặt này em để ý thì hơi góc cạnh xíu, tức là em nghĩ là bên trong cũng khá là đanh đá. Em thích kiểu vậy đó, em thích kiểu vậy đó. Trước tiên thì mình thấy là Tài cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cũng chịu nhiều mình. Đồng thời thì mình cũng rất là trân trọng khi mà Tài nói là Tài thích những cái hoạt động từ thiện. Đối với mình thì mình cũng rất thích những hoạt động đó. Và về gia đình thì đúng là mình cũng rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Ủa, nhớ cái vụ mà mối tình đầu đó, rồi mình kêu mày tao, rồi sau đó cái mình kêu bạn tôi tên, sau đó mình kêu anh em. Mà hình như Tài nó lớn hơn em, sao em kêu bằng tên, không kêu bằng anh vậy? Dạ, tại nhìn thấy xem. Không có đâu, tao lớn tuổi hơn. Không, mặt em trẻ chị. Kêu người ta bằng anh đi. Mà em cũng khoái với kiểu mà kêu người tao. Ok, em đi, tôi minh giật em đó. Ôi, hai tay này thiệt luôn á. Đâu? Quan điểm về hôn nhân em như thế nào? Quan điểm của em á, hôn nhân là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nên em sẽ kết hôn khi mà em đúng người, chứ sẽ không kết hôn vì mình đến tuổi phải kết hôn. Và em là một người hướng về gia đình nhiều. Em nghĩ về cái tài chính trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý? Nếu ai quản lý tốt thì người đó quản lý. Nhưng mà em vẫn muốn một bạn nữ. Em nghĩ là khi mình lấy vợ là mình có quỷ đen không? Dạ, cái đó thì cũng tùy. Tùy cái gì? Tùy là mỗi tháng bạn nữ cho mình bao nhiêu. Em hỏi thử đi. Em nghĩ bao nhiêu là đủ? Dạ, em nghĩ là không nên có tiền riêng. Em sẽ lo tất cả mọi thứ, từ ăn sáng, ăn ở nhà. Em có thể chuẩn bị cơm cho anh đem lên công ty. Không có một khoản riêng nào luôn em à. Em nhắm về em sống nổi không Đạt? Em rất thủ đoạn kìa. Chứ em phải em bê tông cốt thép, dạng như là khuôn khổ này đâu. Em đôi khi em phải có một cái những cái hầm rồi. Vậy là có quỷ đen. Cái chuyện đó chị... Trời ơi. Nhưng mà em đồng ý. Đồng ý gì? Em đồng ý là người đàn ông phải có quỷ đen. Tại sao? Tại sao? Tại vì ví dụ như những dịp lễ chẳng lẽ ảnh không thể nào tặng quà cho em, tại ảnh tặng ảnh đưa hết tiền cho em rồi. Em không thích cái người nào mà tự nhiên chuyển tiền em tự đi mua đi không. Em thích là người đó phải chủ động. Khó ha, thấy chưa, đàn phụ nữ khó lắm. Nói về những ngày lễ vậy á thì em thích tự mua quà cho em hơn. Bản thân em biết là mình thích cái gì. Và em nghĩ là em vui là cái món quà tốt nhất cho cái người đó. Hay quá. Ôi rồi bây giờ giả tỷ ra đường rồi nó gặp bạn gặp bè rồi này kia rồi rồi coi như là cái gì cũng phải về xin em hết trơn hả? Em nghĩ là ảnh là một người tốt, anh sẽ có những mối quan hệ tốt. Là không cần tiền phải không? Dạ đúng rồi. Thôi. Sao cưng, với cái nghề của mình nè, đi ra ngoài nhiều, giao thiệp nhiều, cần mua quần mua áo là được. Bây giờ vợ cho đồng bạc nào em thấy sống sao? Em thấy ổn không? Căng hả chị? Căng hả? Nhưng mà với vấn đề tài chính của em á, em được cái là em có thói quen là em sẽ kiếm cách để kiếm nhiều nguồn. Ví dụ như lương MC đó, cầm gì thì cầm đi. Còn cái lương. Tại vì em có nhiều cái nguồn cách kiếm tiền khác. Tại vì thực sự ra ví dụ như giờ em đi công việc đó, mối hệ em thì người yêu đâu có biết được đâu. Lúc đó tôi đi làm công việc. Thì vậy là gọi là quỷ Tài đen, nó còn không chịu nữa là có quỷ đen đúng không? Hỏi có nhiêu trong túi vậy, vẫn công khai có nhiêu túi. Ở đâu tiền ra nhiều vậy, kiếm nhiều nguồn. Vậy là cái này nguồn này là anh đưa em, còn nguồn này là để anh chi tiêu phải không? Dạ đúng rồi. Thấy vậy được không em? Dạ Thảo. Dạ được. Nhưng mà đều phải cân bằng nha. Cái đưa cho mình nó phải cao hơn cái ghi nguồn riêng nha. Theo em là bao nhiêu là cái phần trăm, bao nhiêu 82 chị. Chị nghĩ cũng phải nhã cho nó, không ấy cho nó một đi em chính nó một. Chứ vậy tội nghiệp mà em chị lắm em, tự nhiên em xiết hết trơn, nó bể bánh xe nó phải xin tiền em, nó phải gọi phải tham em ơi anh bể bánh xe chỗ này nè. Vừa quần áo em có lo quần áo cho dạ, tao. Dạ đương nhiên em lo chứ ạ. Dớ đồ. Dạ. Mà biết chồng mình thích màu gì không nữa, ai biết nữa. Dạ anh thích em thì em thích là anh phải thích. Wow wow wow. Là cái khúc đó là chỉ có được em được quyền nhìn thôi. Wow. Cuộc thương lượng này tới đây là hết rồi. Bạn nữ có muốn có cảm xúc gì với bạn nam nữa không? Dạ, em tặng cho anh cuốn sách vui vẻ không quạo trước cái sự cục xúc của em. Mong anh ngày nào cũng vui vẻ. Vui vẻ không quạo. Nhỏ lấy tiền hết, nhỏ biểu đừng quạo. Trời ơi, nè, nắm tay đi, nắm tay nhau để truyền cảm xúc. Nhỏ bị phong thấp hay gì mà tay ướt nhẹp vậy? Không sao, anh sẽ sửa ấm. Anh sẽ sửa ấm em hả? Xong chưa? Về rồi. Về chỗ. Em, qua đây. Nắm tay đi cưng. Cứ coi nhỏ có phải bị phong thấp không hay là tay ấn lạnh. Em coi có cái luồng điện nó là âm hay dương. Em test giùm. Dạ, âm dương hòa hợp. Cảm nhận vậy đủ chưa? Dạ được rồi chị. Cảm ơn em gái nha. Mời Thảo. Em có chuẩn bị hai món quà cho hai bạn luôn. Quà. Em
Cảm ơn em. Dạ. Cho hai bạn nắm tay xíu để nắm hai tay hả chị? Cũng được nữa. Đưa tay đây nào. Nhắm mắt lại em ơi, mới định thần được, coi chừng trái phải nó lộn nhau á. Được chưa em? Dạ được rồi. Rồi em có bị loạn xạ gì không? Em thấy em không có bị bệnh tim nên thành ra mọi thứ bình cảm thường. Cảm nhận mỗi bàn tay khác nhau đúng không? Dạ khác, bên này lạnh bên này nóng. Rồi cảm ơn hai bạn. Thực ra thì món quà này có một câu em muốn tặng cho mọi người, đó là có em là có tất. Có tất, có tất thì có thất tiệt. Bây giờ là đến cái thời khắc quan trọng, cho nên mình phải thật sự có cảm xúc với cái người đó thì mình mới bấm chọn cái người đó. Mình không thích thì mình có quyền không bấm. Mình thích ai mình có quyền bấm. Chúng ta sẽ bắt đầu đến giây phút đưa ra cái quyết định của mình sau 5 giây. Năm, bốn, ba, hai, một. Chị em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Dạ, em biết em đẹp. Thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình. Kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Bấm. Có ai bấm không? Có ai quên bấm không? Mày bấm hoài, bấm một cái làm em hết hồn. Đêm nay em lại khó ngủ. Cảm xúc nó không truyền tới được. Các bạn không có rung động với nhau thì làm sao mình biết được. Mời hai bạn trai bước lên. Mời hai bạn nữ bước lên. Hôm nay thiếu chút duyên thôi ha. Thế còn em? Dạ cũng không sao ạ. Mặc dù ngay tại đây chúng ta chưa có kết nối được với một cái người gọi là cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung cái quan điểm, cùng chung cái dòng cảm xúc của mình. Biết đâu thì trong một ngày gần đây các bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc cho tất cả vui vẻ và thành công trong công việc nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có những phần quà. Và chương trình sẽ gửi tặng cho mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Đây, bạn Giang. Dạ, cảm ơn. Và phần quà kế tiếp dành tặng cho các bạn đó chính là We Well Cool, nước uống thuần thảo dược giúp cho thanh nhiệt nè, hỗ trợ giải độc gan và tốt cho sức khỏe. Dù là thành công hay thất bại thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 vẫn dành tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt Joy. Đây, chúc mừng. Quý vị khán giả đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22 giờ 45 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Hãy nhớ đón xem. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe những cảm xúc, những chia sẻ của người thân trước khi mà các bạn ấy, những cặp đôi nam nữ của chúng ta đi lên trên sân khấu nha. Xin chào hai bạn, ngày hôm nay thì mình đến cùng với ai nhỉ? Mình đến cùng với chị Thảo. Mình cũng thế. Hôm nay mình đến thì mình có một cái tiêu chuẩn nào để có thể giúp cho chị Thảo nhà mình lựa chọn một người bạn trai không? Chị trước đi. Về tiêu chuẩn thì mình mong là chị Thảo có thể tìm được một người bạn trai mà có thể thấu hiểu, có thể chia sẻ và cảm thông được, để chị Thảo có thể tin tưởng mà đồng hành tiếp. Chị là em gái? Mình là em đồng nghiệp thôi. Mình thì cũng là đồng nghiệp của chị Thảo. Thì mình nghĩ là ngoài những cái điều Huỳnh vừa nói ra thì mình nghĩ là người bạn trai đấy nên là một người cũng có khiếu hài hước nữa. Có hai cô gái này là các chàng trai đó cũng sẽ đạt điểm chuẩn rồi đó. Hy vọng là một lát nữa thì okay, chị Thảo có thể có được một chàng trai khá là ưng ý, giống như là hai bạn vừa mới nói. Nhưng mà không biết là chị Thảo sẽ suy nghĩ như thế nào. Tạm biệt hai bạn nhé. Mình sẽ đi qua đây. Bây giờ thì mình sẽ gặp cô nàng nữ của chúng ta. Xin chào chị. Ui, xinh xắn lắm luôn á mấy bạn. Chị Thảo phải không ạ? Chị Thảo ngày hôm nay thì chị Thảo muốn chàng trai của mình bao nhiêu điểm? Trên thang điểm 10 nè. Nếu mà nói thang điểm 10 hoặc thang điểm 9 thì nó quá hoàn hảo đi. Thì mình nghĩ thang điểm 7 hoặc 8 sẽ là thang điểm phù hợp với mình.
cũng cao rồi đó. Còn mấy cái khúc kia là mình sẽ về rồi mình sẽ giống như là mình sẽ rèn giũa thêm. Đúng, đúng. Hôm nay chị đến với chương trình thì chị mang món quà gì cho hai chàng trai không? À, bí mật. Thật sự là mình, đúng rồi, bí mật. Thôi bật mí chút xíu đi. Không thể bật bí được. Rồi vậy, lát nữa mình thử xem chương trình là món quà bí mật của chị Thảo sẽ là gì nha. Bây giờ thì lại là một cô gái khác nữa, các bạn hãy cùng theo Ánh Nguyệt nha. Hello, xin chào bạn. Hôm nay đến chương trình mang món quà gì tới cho mấy nam nè. À, em đem cuốn Vui vẻ không quạo. Sao vậy? Sao đem Vui vẻ không quạo giờ chưa gì quạo rồi? Để khả năng là những cái anh nào mà bấm nút chọn em nói chuyện với em quạo. Nên là phải tặng cái này để chấn lại Vui vẻ không quạo. Những cô gái lúc nãy của chúng ta đã mang đến một cái màu sắc, một cái không khí rất là vui rồi đúng không các bạn? Bây giờ thì không biết là hai chàng trai của chúng ta sẽ mang đến một cái không gian, những cái cảm xúc như thế nào? Hãy cùng theo chân Ánh Nguyệt nha. Hôm nay mình đến đây mình mong muốn cái tiêu chí bạn gái của mình như thế nào? Thì cũng không cần phải mà quá là xinh đẹp hay là sao gì đó, thì miễn là hợp tính mình là được. Có căng thẳng không? Sao tôi thở gấp quá vậy? Không, bình thường. Không, bình thường. Nói chung cái tiêu chí của mình về người con gái nó nằm ở trong cái chữ tiêu chí, là nó phải có cái chí và không được tiêu cực hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm xúc của hai cô gái trước khi mà bước xuống sân khấu như thế nào nha. Quan trọng là lên hình đẹp thôi. Dạ, con chị chắc giống mặt nó luôn á. Có khi nào hai hai không hiểu sao mà chương trình lựa sao mà hai đứa giống nhau kinh khủng luôn. Mà đừng bấm chung người nha. Trên sân khấu mọi người đã có kết quả rồi, mặc dù là kết quả ngày hôm nay hơi buồn chút xíu, nhưng mà thôi mình cứ đi lên để cùng nhau chia sẻ cũng như là giữ lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất của tất cả các cặp đôi khi mà đến với giúp đôi thần tốc các bạn nha. Hôm nay chị cảm thấy như thế nào khi mà cả hai cặp đôi đều không thành đôi như này? Có buồn không? Chắc là đạt buồn chứ chị thì quen với cảm xúc này rồi, tại vì thật sự nếu như mà họ không hợp nhau thì họ bấm nút đâu làm gì. Cho nên là quan trọng cái cảm xúc của các bạn ấy. Thật ra Tường kinh nghiệm rồi, ở trên sân khấu là tôi cũng nghi không bấm rồi, mà tôi nghi là trúng à. Mọi người hãy ủng hộ nhé, dù họ bấm hay không bấm thì vẫn ủng hộ ghép đôi thần tốc nha quý vị, tại vì ông Mai với bà mối đã làm hết sức của mình rồi. Sao vậy? Sao hôm nay mình lại không chọn mình? Mình vẫn muốn một người đồng hành với mình sẽ ở trong chung một lĩnh vực với mình, mà nó sẽ dễ thông cảm và thấu hiểu cho nhau hơn. Thì em không có nhiều cảm xúc, mà em là người rất là quan trọng về cảm xúc. Tuy nhiên thì em vẫn cảm thấy anh Sơn là một người rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, rất là ấm áp. Và em tin là cái người bạn gái tiếp theo sẽ là một người rất là may mắn và phù hợp với ảnh. Buồn thì nó có một chút cảm xúc thì sao không chọn. Tại vì bên kia cũng có đẹp, nó cũng hợp ý quá mà. Nhưng mà cái quan trọng mình muốn nhắn gửi người bạn đó một điều như thế này, đó chính là mình muốn biết là mình phù hợp hay không, mình phải trải nghiệm thực tế nó, mình mới cân đối nó được để nó phù hợp, để biến cái không phù hợp thành cái phù hợp. Chắc có lẽ mấy lạnh ở đây nó lạnh quá, tay mình nó lạnh. Lúc mà cầm tay nó bạn kia thấy lạnh. À chưa.